Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Tên tôi là Phan Anh. Và bài học này là bài học tôi sẽ chia sẻ với các anh chị năm cái mức độ cấp độ của khủng hoảng truyền thông. Vâng, các anh chị có thể chia thành 3 mức, 5 mức, 7 mức tùy các anh chị. Nhưng trong trường hợp này thì tôi chia thành 5 theo cái thang Likert, là một trong những cái thang đo rất là phổ biến. Người ta gọi là thang Likert với 5 mức, đúng không? Ví dụ như các anh chị đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thì các anh chị cũng thường đo với cái thước đo như vậy. Đó. Thế thì tôi chia thành 5 mức độ. Đây là mức độ thứ nhất, hay là cấp độ 1 là cấp độ thấp. Cấp độ 2 là cấp độ vừa phải, đúng không ạ? Cấp độ 3 là cấp độ đáng kể. Cấp độ 4 là cấp độ nghiêm trọng. Và cuối cùng là cấp độ 5 là cấp độ cực kỳ nghiêm trọng. Vâng, tôi xin phép nói lại có 5 cấp độ. Cấp độ 1 thấp, cấp độ 2 vừa phải, cấp độ 3 đáng kể, cấp độ 4 nghiêm trọng và cấp độ 5 cực kỳ nghiêm trọng. Thế thì cấp độ 1 thấp là như thế nào, đúng không? Ở đây là những cái lo ngại mà được biết đến một cách không rộng rãi lắm, đúng không ạ? Không gây nhiều tranh cãi về một cái sản phẩm, một cái thương hiệu hoặc là một cái cá nhân nào đó. Thế thì nó chỉ là những cái phản ánh mang tính chất là lẻ tẻ, nó là mang cái tính chất là không đặc trưng, hoặc là nó không gây ra những cái nguy cơ để mà bóc mẽ, để mà bóc phốt đó. Ví dụ như là có thể đó là những cái chế độ lương thưởng của một nhân viên, hay là chế độ chăm sóc khách hàng của một khách hàng nào đấy không đặc trưng, không đại diện, nó được chưa được hài lòng lắm đó. Thì cái cấp độ này thì các bạn thấy đấy, thì chúng ta trong doanh nghiệp cũng thường xuyên xảy ra, nhưng mà không được coi đó là một cái khủng hoảng truyền thông. Chúng ta có thể coi đó là một cái sự cố. Thế thì khi mà chúng ta thấy cái cấp độ này thì cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tìm cách khắc phục, chúng ta phải tìm cách là gì ạ? Xử lý các vấn đề với khách hàng của chúng ta, hoặc là với những cái người mà có những cái nguồn tin, hoặc có những cái bài đăng. Tôi lấy thí dụ như là một khách hàng nào đó họ không hài lòng, họ đăng lên Facebook, họ nói rằng là cái nhà hàng này làm không ra gì, cái thương hiệu kia làm không ra gì, cái người bán hàng này không ra gì, thì mình phải xem xét vấn đề liệu rằng có đúng như vậy hay không. Và mình phải xin lỗi họ, mình phải xử lý triệt để, và mình có thể động viên nhờ vả người ta gỡ bài xuống để giảm thiểu những cái nguy cơ đi, đúng không? Đến cái cấp độ số 2 là cấp độ vừa phải, thì bắt đầu là những cái vấn đề tin tức, tin đồn, những cái vấn đề tin không tích cực, không tốt cho doanh nghiệp của chúng ta, bắt đầu là nó có cái phần tranh cãi, có cái phần lan tỏa và lan rộng ra hơn so với cấp độ 1. Và những cái lời phàn nàn này thì có những cái lời phàn nàn một cách công khai, ví dụ như trên Facebook, trên YouTube của khách hàng, hoặc là những cái cuộc gọi đến, đúng không ạ? Thì nói về những cái vấn đề nào đó về sản phẩm, về thương hiệu, về chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp, của thương hiệu đấy. Thí dụ như là có thể là phản ứng ngược của một cái đợt tăng giá sản phẩm, hay là của một cái chính sách chăm sóc khách hàng không hợp lý, hoặc là một cái chính sách dành cho nhân viên thay đổi mà không được hợp lý lắm, có thể là gây ra cái cấp độ vừa phải, cấp độ số 2 trong khủng hoảng truyền thông. Cấp độ số 3 là cấp độ đáng kể. Cấp độ này thì những cái vấn đề mà được phát hiện tương đối là đáng kể, theo cái cách là gì ạ? Cái nguyên nhân gây ra cái vụ việc nó cũng có vẻ như là nguy hiểm. Cái tính chất của vụ việc nó cũng có vẻ bắt đầu là bước sang cái mức độ nguy hiểm, đúng không? Ví dụ như các bạn có thể sử dụng lao động trẻ em, hay là các bạn đối xử không công bằng với rất nhiều các khách hàng. Các bạn cũng có thể có những cái hành vi lừa dối khách hàng, đánh cháo những cái khái niệm chất lượng, bao bì, vân vân. Đấy. Ví dụ như là cộng đồng thì phản đối về doanh nghiệp, gây hại cho môi trường, vân vân. Thì cái cấp độ này là cái cấp độ số 3, nó đứng ở giữa 1 với 5. Cái cấp độ số 3 ấy, là nó đứng ở giữa. Cái cấp độ này các bạn phải hết sức lưu ý. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì nó ở giữa, tức là nếu như các bạn làm tốt thì nó có thể quay về cấp độ 1, cấp độ 2. Còn nếu các bạn không làm tốt, nó có thể tăng lên cấp độ 4, cấp độ 5. Và nó chính là cái khởi điểm bùng phát của cái khủng hoảng truyền thông, và có thể gây ra rất nhiều các cái hậu quả to lớn cho các bạn, cho doanh nghiệp và cho cá nhân, đúng không? Đến cấp độ 4, gọi là cấp độ nghiêm trọng, thì ở đây tôi có thể nói với các bạn là đó là những cái cáo buộc, những cái vấn đề, đúng không ạ, liên quan đến như là chẳng hạn như là tham nhũng, liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc, hay là cái hành vi
trốn thuế, những cái một số những cái nguyên nhân như vậy đúng không? Hay là rò rỉ những cái thông tin nghiêm trọng về sản phẩm, chất lượng của sản phẩm, hay là về vấn đề môi trường. Thí dụ như là cách đây cũng rất là lâu rồi, là một cái thương hiệu mì chính, đúng không? Thương hiệu mì chính bột ngọt Vedan, chỉ một cái thông tin là họ xả nước thải ra sông Thị Vải, thì người tiêu dùng đã bắt đầu phản ứng bằng cách là không mua sản phẩm. Đấy, mặc dù là môi trường ở sông Thị Vải thì thực ra tôi như tôi nói là nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, đúng không? Thì đấy chính là một cái mức độ của tôi đánh giá là đến một mức độ nghiêm trọng, đúng không? Hoặc là những cái vấn đề của các cái nhà đầu tư liên quan đến những cái vấn đề về tình hình tài chính, doanh số bán hàng, hoặc là những cái lời phàn nàn của các cái nhà đầu tư, của những cái cổ đông, vân vân. Đó, và cuối cùng là cái cấp độ số 5, đúng không? Là cấp độ cực kỳ nghiêm trọng, ví dụ như là bị xâm hại về dữ liệu khách hàng, bị tấn công, rò rỉ thông tin, hoặc là đấy, ví dụ như là cái vụ của Facebook đấy, đúng không ạ? Làm lộ thông tin người dùng hay là bán thông tin người dùng, và Facebook đã phải trả giá rất là đắt, đúng không? Cái trường hợp của Facebook có thể đưa vào cái trường hợp là cấp độ 4 hoặc cấp độ 5 đấy, hoặc là một khủng hoảng nhân đạo, hay là khủng hoảng về lòng tin, khủng hoảng về chất lượng, đúng không? Hay là CEO có những cái vấn đề về đời tư mà rất là thiếu tích cực đấy, hoặc là liên quan đến pháp luật, liên quan đến vấn đề thuế má, an ninh, vân vân. Thôi rồi thì hỏa hoạn, cháy nổ, rất nhiều những cái tin tức rò rỉ có thể sẽ được đánh giá ở mức độ 4 hoặc mức độ 5. Chẳng hạn như là một công ty điện, vừa rồi ở Mỹ, tôi có đi sang Mỹ thì tôi có đọc một cái bài báo, một công ty điện ở Mỹ thì bị điều tra ra rằng là cái quá trình mà sản xuất điện, rồi thì đi các đường dây điện ở một số những cái thị trường, và những cái chất lượng của cái đường dây điện nó không được tốt lắm, nó gây ra cái tình trạng cháy nổ, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy rừng. Thế thì một cái bài báo như vậy đưa lên một cái thì ngay lập tức là cổ phiếu của cái đơn vị sản xuất điện này, cung cấp điện này giảm rất là nghiêm trọng, và thậm chí là CEO của hãng phải điều trần, rồi thì những người tiêu dùng họ quay lưng với việc sử dụng năng lượng là năng lượng điện của hãng này. Thì đấy, các bạn thấy là nó có những cái vấn đề rất là nghiêm trọng như vậy. Thế thì cái việc chia thành các mức độ có ý nghĩa như thế nào? Thì cái ý nghĩa ở đây nó mang tính chất tương đối để cho chúng ta nhìn vào, chúng ta đánh giá rằng là ồ, cái vụ việc này, cái sự cố này, cái vấn đề này, cái câu chuyện này mà nó liên quan đến trực tiếp tôi là thương hiệu cá nhân, hoặc là sản phẩm là thương hiệu doanh nghiệp, hoặc là thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ, đúng không? Thì nó đang ở mức độ mấy theo đánh giá cảm tính. Tất nhiên là mình rất là khó có thể đo lường, đúng không? Chúng ta nhìn nhận, chúng ta xem rằng liệu rằng nó ở cấp độ 1 hay cấp độ 2, liệu rằng nó cấp độ 4 hay cấp độ 5. Đấy. Có những cái nó rất là gấp gáp, nhưng có những cái nó cũng bình thường thôi. Thì cái điều quan trọng là các bạn phải nhận định đúng được các cấp độ. Mình cũng đừng làm nhẹ hóa nó đi. Ví dụ như nó đáng cấp độ 3-4 thì mình lại cho rằng nó chỉ là cấp độ 1-2 thôi. Thì cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Và tiếp theo đến là nó đáng ở cái cấp độ 4-5 thì mình lại cho rằng nó là ngược lại. Ngược lại là nó đáng ở cấp độ 1-2 thôi thì mình lại cho rằng nó ở cấp độ 3-4 hay là 4-5 thì nó có thể sẽ nặng nề quá, đúng không? Đôi khi thì cái cảm tính. Nhưng lời khuyên của tôi là mình cố gắng đánh giá một cách chính xác nhất và nâng cao cái quan điểm lên một chút, thì vậy mình sẽ thấy nó ok hơn. Bởi vì là nếu mà mình cho rằng mình làm nhẹ hóa đi thì là mình sẽ rất là nguy hiểm, được chưa ạ? Vâng, bài học vừa rồi thì tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn là 5 cái cấp độ, 5 cái mức độ của khủng hoảng truyền thông trực tuyến, hoặc là khủng hoảng truyền thông nói chung, và với hy vọng là các bạn có những cái tiêu chí để các bạn đánh giá. Và nếu để chuẩn bị kỹ hơn thì các bạn hãy liệt kê cho tôi một số những cái gạch đầu dòng trong từng cái cấp độ như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái bảng nó chính xác hơn, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào các anh chị và xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.